Hello cả nhà. Tiên mới vừa đi chụp hình về ha, sau một ngày dài makeup trên mặt rất là đậm luôn nè. Đó, makeup rất là đậm luôn, lớp này rất là dày luôn. Thì bây giờ Tiên sẽ rửa mặt tẩy trang và sẵn tiện đây Tiên sẽ quay một cái clip để test cái tẩy trang 2 tầng của Naboli cho mọi người cùng xem ha. Đây. Thì này là nước tẩy trang 2 tầng của hai công ty hãng Âu Việt, thương hiệu là Naboli. Ở dưới đây là nước tẩy trang và trên đây là một cái lớp màu hồng, mình là dầu tẩy trang. Nếu như mà thông thường chúng ta xài thì chúng ta sẽ lắp đều cho hai cái lớp nó hòa vào với nhau, thế này chúng ta xài. Nhưng mà cái lớp makeup này hơi đậm, quá đậm cho nên là Tiên sẽ lắp nhẹ thôi. Chủ yếu là Tiên sẽ sử dụng cái lớp dầu này trước ha. Để nó lấy đi những cái lớp makeup cứng đậm thì mình sẽ sử dụng cái dầu này trước này. Cái dầu này trước này. Và cái dầu này nhiều nha. Rồi sau đó chúng ta đưa vô cho nó, chúng ta lắp. Lắp vô cái bông này nè. Đó. Cho nó đây đây. Rồi, mình sẽ lấy con mắt này trước ha. Cái tẩy trang 2 tầng này thì nó là chuyên tẩy trang những cái lớp makeup siêu lì nha mọi người, siêu lì và siêu dày đó. Rồi kinh khủng khiếp, các bạn thấy không, kinh khủng khiếp luôn đó. Cái tẩy trang này thì Tiên rất là tâm đắc ở nó chỗ là tất cả những cái mỹ phẩm mà cứng đầu giống như là mascara mà chống trôi dưới nước luôn á, để chúng ta đi mưa không có trôi mà chúng ta khóc không có lem luôn. Nhưng mà đưa vô tẩy trang này, cái tẩy trang thông thường các bạn xài á, 3 ngày sau các bạn vẫn còn thấy lông mi của mình nó mascara nó vẫn còn bám nó đen. Nhưng mà cái tẩy trang 2 tầng này chơi vô một cái là sạch bóng luôn. Thì rất là tâm đắc cái tẩy trang này. Rất là thích nè, các bạn để trong cái bông tẩy trang các bạn lắp vô. Và bây giờ Tiên sẽ la cái chân mày nè. Thật ra chân mày của Tiên nó cũng đậm rồi nhưng mà cái này là người ta phải thêm nè. Lao đi. Các bạn coi nè, các bạn nhìn như vậy thôi là các bạn biết cái độ tẩy trang của nó hiệu quả và nó tẩy đi sạch sâu như thế nào. Đây ha, các bạn coi nè, khủng khiếp chưa, khủng khiếp thật sự đúng không, ghê thiệt. Rồi bây giờ tôi có mắt qua đây, các bạn coi nè, khó nè, thấy chưa, bây giờ tôi có mắt qua đây ha. Khiếp đúng không nghe mọi người, khiếp nha. Rất là tiêu xài rất là nhiều loại tẩy trang rồi nhưng mà rất là ít cái loại tẩy trang nào mà có thể khiến cho mình hài lòng như cái loại tẩy trang này. Nó lấy đi sạch sâu lắm, sạch sâu dưới da của mình. Kinh khủng, phải thêm nữa thôi. Đó, cái mặt của mình nó giãn giãn được bớt miếng rồi đó mọi người. Tại vì hôm nay đi chụp hình ở studio quá cho nên là makeup hơi đậm. Đây. Đó, mọi người thấy không? Nhìn như vậy là biết đủ biết cái độ tẩy trang mạnh và sạch sâu của cái em tẩy trang 2 tầng là như thế nào mọi người ha. Nó được kết hợp giữa dầu và nước tẩy trang cho nên là nó lấy đi rất là sạch những cái lớp makeup cứng đầu cho da mặt của chúng ta ha. Tiên trải nghiệm và Tiên thật sự rất là hài lòng với cái sản phẩm này luôn đây nè. Các bạn thấy nè ha. Đó. Thích thế mọi người ha, thích ha, xài này sướng lắm nha.